Chào mọi người, em đến mở bánh xe này, bánh nhỏ nhỏ không á, nay mới rồi mẹ xem được món nào liên hệ em á, được bộ nào liên hệ chúng ta 0349653147, Zalo 0965270762, giá chưa báo ship á. Chưa báo ship. Nay em chưa vệ sinh á, về mạnh vệ sinh là nhìn bộ đẹp lắm. Nó bồn cả như này này. Có khoa hết á, đồng bộ á. Hàng ô hạt này. Ô hạt. Tổng cao tầm 14 nắm á. Đường kính là tầm 10, bảng rộng là 3,2 á. Bánh chiêu lực á. Bánh chiêu lực. Mâm sắc. Bạc đàn 2 tầng này. Bồn cái đều nhau á, y nhau á. Bộ này 340 chứ có ship. Này mình để xe đẩy tầm 7 tà là vô tư. Có khóa luôn á. BE 55 340 chứ có phí ship. Tiếp theo bộ này. Bộ này to nặng. Này tổng chiều cao tầm 11 á, 15 á. Hàng nán xin á, đường kính là 7, bảng rộng là 45, hai bạc đàn hai bên á, bạt dây tầm 4 lý. Nặng. Bộ này 320 BE 56 320 nặng á, cái này phải chịp phải 50.000 á. BE 56 320. Tiếp theo bộ này nhẹ này, nhẹ hơn, nhỏ hơn, nói chung nhẹ cũng nhẹ mà. Bạt dây tầm 4 lý, tổng cao tầm 8 cm. Hàng ý 50, đường kính 50, bằng rồng 50 luôn, 45 á, 45 50 gì đó. Bộ này 220 BE 57 220, chưa có phí ship. Tiếp theo bộ này, bộ này cũng nặng này. Này tổng chiều cao là 10 á, tầm 10 á, đường kính là 7. Đường kính 7, bằng rộng 5. Nặng á, rất nặng á. Bộ này 300.000, 300, 350. Bộ này 350. Tiếp theo bộ này, bộ này mấy bộ này nặng, nặng chắc nặng á. Tổng cao tầm 11, đường kính là 75, bằng rộng là 34, hàng bán kính cắt tớ. Ai có tiền thì cứ lấy bộ này về xài, thích. 350. Bộ này nặng 6 kg á, nặng 6 kg, tiền ship 50.000 á, BE 59, 350. Tiếp theo bộ này nhẹ hơn, bộ này hàng hammer cutter, tổng cao là 10, đường kính là 75, bảng rộng là 40, hai bạc đàn hai bên á. Này có thể là bạc đàn lụa, bạc dây 3 lý. Bộ này 240. BE 60 240.
Dạ chưa báo tiếp, tiếp theo bộ này. Bộ này tổng chiều cao là 9,5. Đường kính là 7, bản rộng là 4. Bộ này 240 luôn. 240. Bé 61 240. Tiếp theo bộ này. Nhưng mấy bộ này của Nhật hết á. Hammer cutter này. Tổng cao là 10. Đường kính là 75, bằng đó là 40. Bộ này 240. BE 62 24. Tiếp theo bộ này. Bộ này bản dây 5 lý. Tổng cá là 10, đường kính là 7, bản rộng là 4. Bộ này 300 nghìn. BE 63 300 nghìn. Tiếp theo bộ này. Bộ này hàng Hammer Cutter. Tổng cao là tầm 9 cm. Đường kính là 65, bằng đồng là 40. Bộ này 240. Bộ này vừa tiền. Bé 64 240. Tiếp theo bộ này. Bộ này hàng chim đại bàng. Hàng chim đại bàng của Ukai. Hàng Ukai. Tổng cao là 9 cm. Đường kính là 6,5. Bằng rộng là 38. Hai trăm rưỡi. BE 65 250 nghìn. Tiếp theo bộ này. Bộ này hàng Y 65. Tổng cao là tầm 9. Đường kính là 6,5. Bảng rộng là 40. 38. Bộ này 240. Dạ chứ có phí ship á. Mà anh lưu ý á. BE 66 240. Sáu bảy. Bộ này thấp. Y 50. Bộ này Y 50. Tổng cao là tầm 8 cm. Đường kính là 4,5. Bản rộng 38. BE 67 240 68 này. Cái này cuối cùng này, mai một em lại lên tiếp. Lấy hàng cá, tổng cao là tầm 9 cm, đường kính là 6, bản rộng là 38 á. Này hơi dính đất á.
250. Bé 68 250. Rồi hẹn gặp tiếp theo.